Ai sao cũng ngồi ăn. Trưa nay để chúng ăn cơm ngon quý vị. Hôm nay chúng ta có công đoạn học tập một chút. Thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Mình sống tại chúng đông người hay là gia đình mình thì chuyện này chuyện nọ, mình sống trong cuộc đời này thì niềm vui thì nó cũng có vô lượng, mà buồn phiền thì nó cũng vô lượng. Chúng ta đa phần thì mình muốn chi cầu niềm vui, sự bình an, tốt đẹp đến với mình không? Nhưng mà những cái mà chướng tay gai mắt và trở ngại đến với mình thì mình làm chấp nhận sao được đây? Không lẽ lúc nào mình cũng muốn ăn trái ngọt không? Còn trái đắng là đem đưa cho người ta sao quý vị? Nên cuộc đời người ăn được trái ngọt thì cũng phải nếm trái đắng. Khi nếm trái đắng rồi mình mới biết thật sự hương vị của trái ngọt cái gì này. Trong nhà Phật có câu nói là lấy khổ làm thầy. Vì sao Phật kêu mình lấy khổ làm thầy? Vì từ cái khổ của mình sanh tâm giải thoát mạnh. Khổ quá, thật sự nó khó. Còn nếu như mà không có khổ gì trên thì mình thấy ở đây nó sướng quá, mặt tay mình không có muốn giờ biết được làm hết đâu. Căn tính chúng ta đâu có được như Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sung sướng nhưng mà ngày phát tâm giải thoát. Còn mình mà sung sướng quá là mình nghĩ về cực lạc luôn à. Nên cái vui và cái buồn trong cuộc đời nó đối lập với nhau. Nên bản thân của chúng ta tu hành cũng có những lúc an lạc dữ lắm, nhưng có những lúc mình cũng bị buồn phiền dữ lắm á. Có khi nó vừa thượng tâm thượng ý mình mới đó đó, cái một chút cái là nó nghịch tâm nghịch ý mình liền. Thượng tâm thượng ý thì mình để trong tâm mình cứ đứng mình cười hú hí nhí nhảy nhảy lăng tăng, vui quá vui à vui. Chút cái đầu là nghịch tâm nghịch ý là cái mặt mình đông như cái mùng nào thì thú rồi. Nên nó thường đối lập, nên chúng ta có niềm vui thì phải có nỗi buồn. Nên cái vui trong cuộc đời nó cũng dội tan đi, mà cái khổ đau trong cuộc đời nó cũng dội đi qua. Nên chúng ta mới nói là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Mình gặp Phật Pháp là an ấy, vì chúng ta vẫn có một phương hướng giải thoát. Nếu như chúng ta không gặp Phật Pháp mà chúng ta lao cái cuộc sống kiếm tiền bây giờ lên, thì chắc chắn rằng là chúng ta giống như con thiêu thân cứ nhủi đầu vào lửa thôi. Và đến một ngày nào cơ vô thường đến là mình ngã ngửa. Chứ đâu có hướng nào giải thoát đâu, ngã ngửa. Nên cái người mà gặp Phật Pháp đó là quý lắm. Nên Phật có nói trong kinh đó, thân người có được Phật Pháp khó gặp. Cái thân người mình rất là khó được. Nhiều người chúng ta không hiểu đó, con người đông vậy mà làm gì thân người khó được. Quý vị biết rằng mình nhìn thấy một cái tổ kiến này hay tổ ong, quý vị thấy nó biết bao nhiêu con vật mà nói chứ, chúng sanh biết bao nhiêu mà nói. Nên Đức Phật khi còn tại thế ngày năm cũng chẳng đắc thì buông ra, ngài hỏi đệ tử của ngài rằng đắc trong đầu móng tay ta nhiều hay đắc mà ta buông xuống nhiều? Thì đệ tử nói rằng là đắc mà buông xuống nhiều. Thì Đức Phật nói rằng là có thân người và mắt thân người, cái người mà mắt thân người đi giống như đất mà ta buông xuống, còn được lại thân người thì giống như đất mà dính trong đầu móng tay ta. Mọi vị biết là Đức Phật thì chắc chắn là ngài cũng kỹ lưỡng sạch sẽ, chứ Đức Phật đâu có dơ, đâu có để móng tay dày gòn chi mà dính đất. Mà đất dính trong đầu móng tay của ngài thì chắc là ít dữ lắm. Mà ngài nói rằng là người mà có lại thân người thì như đất dính trong đầu móng tay của ngài. Nên thân người khó được, mà Phật Pháp thì càng khó gặp nữa. Quý vị coi số lượng con người ở toàn thế giới biết bao nhiêu mà nói. Mà người mà để gặp Phật Pháp mà chịu niệm Phật, quyến trí cầu sanh cực lạc thì ít lắm.
cái lượng người biết Phật pháp mà để mà đi tu phước tu duyên, đi vòng vòng chơi vậy thôi, hoặc nghe Phật pháp chơi qua ngày đoạn tháng vậy thôi thì nhiều lắm. Nhưng cái người mà quyết chí tu hành mà cầu giải thoát thì cực kỳ ít dữ lắm luôn. Nhà Đức nói thiệt quý vị đó. Bây giờ nhà Đức nói quý vị nghe, người ta có thể biết Phật pháp nhưng người ta có thể đi học, đi tìm hiểu, chứ nói mà hành gì mà để mà quyết chí giải thoát, mà gặp tịnh độ mà quyết chí thì Phật thì hiếm gặp lắm. Nên mới nói là thanh người khó được, Phật pháp khó gặp. Cái Phật pháp khó gặp á, là trong thời mạt pháp này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là khó gặp tịnh độ mà tin chân thật. Khó đó, cái nhiều người gặp Phật pháp mà gặp tịnh độ là hiếm gặp á, tin tịnh độ là hiếm gặp đó. Người tin mà chân thật hành gì luôn, liêu mạng niệm Phật luôn lại bị kia khó gặp đó, cực kỳ khó gặp luôn. Cái việc gặp được một hai người mà tin tịnh độ mà đến mức mà quyết tâm quyết chí liêu mạng mà niệm Phật cầu sanh cực lạc là cái việc cũng may mắn lắm á, không có dễ đâu. Người ta cũng tu tịnh độ nhưng người ta tu rất nhiều thứ, và người ta có thể giảng dạy cho mình nghe nhưng mà rất cao siêu, mình không có tiếp thu được đâu, không có hành trì xác thực được. Nên á, những điều thầy Đức chia sẻ là gì, nó xác thực trong cái cuộc sống. Thêm cái nữa là mình sống gần các cụ già, như sáng ăn cơm bên hộ pháp, bên đó giờ cũng hơn 600 người bên đó lên. Rồi xong á, bên kia chạy qua đây mới ghé ngoài bảo tháp. Bảo tháp bây giờ cũng 100+ người về đó. Con nít ngoài đó nay cũng 30+ đứa rồi, mấy bà cụ già. Rồi xong mới ghé đại Tùng Lâm thăm mấy cô, nhà ăn chút động viên mấy cô, cho mỗi cô một người một cái bánh, động viên người ta nấu ăn quý vị cho các cụ, rồi kêu ngày mai đổ bánh xèo cho các cụ bên đó. Ngày mai cũng là ngày đám giỗ của sư ông Thiện Huệ. Rồi xong á, bên đây cũng đổ bánh xèo cho các cụ, kệ đi, đổ hai bên. Đi vòng qua tới bên đây luôn là các cụ vừa tu xong á, là còn 5 phút tới 10 giờ, chạy lên cái phòng nằm, cái vừa nằm có 2 phút tới ngủ gục, thần kinh mình mỏi, vòng mỏi mà đó, mình phải ngủ đi, dưỡng cái thần kinh lại, dẫn đâu vừa nằm 2 phút là ngủ luôn rồi, phải nhận qua mình. Nên là mở mắt ra, nghe không? Nên từ nơi đó mà mình sống gần gũi với chúng, mình biết cái căn tính chúng ta nó càng như thế nào để mà tu tập được. Chúng ta trong cái thời cuộc này Phật pháp mình phải đơn giản nhất quý vị ơi. Cao siêu thì nghe ghê gớm lắm mà hành trì thì không làm được đâu. Cái việc nè, bây giờ á, mình tu hành mà mình buồn ai một chút nè, mà cứ khuyên hoài, đừng có giận hờn để trong tâm nè, có làm được không? Được, nhưng mà được bữa hay bữa. Rồi cũng buồn giận ra để trong tâm nữa. Đã ở cái cõi này mà Phật nói là quan gia thù nghiệp, gặp nhau để mà báo thù rửa hận. Mình vừa tu được chút phước báo thôi là quan gia đến thảo mình cái mắt tiêu. Mình vừa trong chánh điện mình tu ra an lạc, cười uống ý an lạc quá, bữa nay tu an lạc quá, mà cái dù gì cũng an lạc, đứng nhúng kỳ cục. Nhưng mình quay qua mình nói gì, tôi muốn gì, tôi an lạc kệ tôi, muốn cái gì, thấy chưa, mất tiêu rồi đó, thấy không? Nó đừng nói chuyện dẫn chơi nghe. Còn mình bữa nay mình công nhận này đồ ăn ngon ghê ra, ăn gấp gấp, có người ngồi ngang mình nhìn mình, nhìn chị ăn đi, tôi ăn kệ tôi, nhìn hoài làm gì hả, mà ăn thì vừa thôi, mà ăn thì bạn giữ đồ của chùa, đồ của chùa chứ không phải đồ của bà, đồ của chùa nghe, đừng chọc tôi nghe không. Nó phải có chuyện chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu quý vị. Nhìn đến nói câu ví dụ thôi, nhưng mà trong đông người thế nào cũng gặp đồ, nghe không? Bữa nào mà đồ ăn ngon á là cùng nhau gấp, có khi mình cũng gấp cùng bự bự chung tham phú mà. Còn bữa nào mà đồ ăn dở thì mình đẩy cái dĩa qua cho bà kia,
Bà kia bà nói: ê, chơi vị tệ lắm nè, bữa đồ ăn ngon gắt chơi của đám vợ đẩy của tôi. Ủa, vợ ngon gì trong chuồng mà đâu gì đâu ngon vợ đâu, tu hành mà ngon vợ gì, thấy không, nói chuyện kiểu đó sốc ốc. Thấy chưa, cũng có chuyện đi đang, thấy không, nên trong cái chỗ đông người ấy, nó dễ đụng chạm lắm cái việc vui và buồn nó kế bên à, thấy không. Rồi á, mình vừa bước vô nhà vệ sinh nghe, chạy vô nhà vệ sinh mình đã đợi hồi nãy tới giờ rồi, mình vừa ra cái mình văn vô, mình đóng cửa lại, mình vừa hồi xuống thì ở đâu lỡ bỏ cửa là trong nhà vệ sinh là mình cắt răng chẳng phải ra miếng nhỏ nào cái đồ giờ luôn sớm giờ mới đây gõ mình vừa đi sắp sửa ra nó gõ cái chạy vô lại nghiến răng rất quan trọng, thấy chưa, thấy không. Đó. Rồi trong chùa đông gì thì có những người không vừa bụng nhau mà cứ đối mặt gặp nhau hoài, có nè, có các cụ không vừa bụng nhau mà cứ gặp nhau hoài, thấy chưa. Còn người mình quý mến thương yêu thì ít bao giờ gặp được, nhưng mà người mình ghét đi vòng vòng cũng gặp nên vô nhà vệ sinh cũng gặp, lên nhà ăn thấy ngồi cái bên bữa nay có thấy không cơm vô rồi đó, sao bị vậy, ăn đi đồ ăn ngon mà, thôi đồ ăn này có ngon, nói sao vậy, thời tiết nóng nực quá hả, thấy chưa, tại mình làm mình khổ cái việc đó, thấy không. Rồi á, bộ đồ vơ vậy đó mà tự nhiên không biết ai vơ mà rút cái quần chừa lại cái áo, có cái tù chưa có à. Nên như rất nhiều việc mà nó đến với mình những cái mà không vừa lòng không vừa ý, thấy chưa, đâu dép mình vừa mang mình để cái gì mà bước ra bước vô là bị dính đâu dép, có khi không có đâu dép mang tới chánh điện xong nó để đâu dép cái kẹp nào nhét vô, có đâu dép của chùa đó mà kiếm chỗ nào cái kẹp nhét vô, cái cây nào nhét vô, cái cành cây nào nhét vô, gốc cây nào nhét vô, à, có nhiều bà cầm cái giỏ để đâu dép vô luôn sắp lên chánh điện chứ đi ra lấy ra mang cho nó dễ, thấy không, thấy rất nhiều việc không vừa bụng không vừa lòng không vừa ý. À, phải lo, thấy chưa, nó nội bao nhiêu việc thôi là nói cho vị nghe, vị thấy ở chỗ đông người không đơn giản, nên cứ dùng bốn chữ để áp dụng cho chúng ta tu, thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. À, rồi quý vị có buồn khổ cỡ nào đi chăng nữa con người sẽ chết sẽ qua, cái gì có vui cỡ nào rồi con người cũng sẽ chết rồi cũng sẽ qua, giàu sang phú quý tiếng tâm linh thể cũng chết cũng qua, mà nghèo nàn cỡ nào rồi chết cũng qua, nhưng mà chết nó chưa có hết, vì nó chỉ bỏ cái thân tứ đại, cái thân này là thân tứ đại hợp thành, nó bỏ cái thân này thôi, nhưng nó còn cái linh thức của mình, nó theo cái nhân mà thường ngày mình sống mình tạo mình nghĩ mình làm để nó chiêu cảm đi đến chỗ nào để có cái thân mới. Đây là cái quan trọng này mà tu hành là ngay chỗ này, ngay cái chỗ mục tiêu giải thoát và chúng ta chọn đi về đâu, nên mỗi ngày chúng ta mới niệm Phật. Thế như giờ đại chúng mà nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc thì bản thân mình sẽ mang tâm tha thứ liền rồi quý vị, tại mình nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc. Hồi sáng thì đến gặp bốn vị thầy lại gặp nhà Đức Hội, sao mà ông nuôi người già nhiều dữ vậy, ông nuôi hay vậy, ông chỉ tôi ra để tôi về tôi nuôi coi. Những Đức nói thầy muốn nuôi không, những Đức đưa cho thầy 20 bà có liền luôn, giao cho thầy 20 bà gầy dựng, thầy chịu không, nó nói thôi để tôi về tôi sắp xếp lại rồi đưa tôi trước 2 bà thôi. Thì sao mà những Đức hỏi thầy chọn lứa tuổi, tuổi tác thì sao, mà những Đức nói là trong đây thì đủ độ tuổi thầy, bây giờ chúng ta lấy bắt nguồn từ 20 đi, 20 đổ lên 80 thầy chọn lứa tuổi nào, ông nói thôi cho 20 đi, 20 mà tôi người già bó tay luôn. Thì sao những Đức nói tôi lại 4 thầy
này. Ôi ôi, nói ra là sẽ mệt đi kia. Mà thử cái mình nói bây giờ từ 20 đổ lên 80, quý thầy chọn đi, ta chọn 20. Thấy chưa? Thấy là không phải nuôi mà nó đem về để phục vụ ngược lại. 20 về phục vụ ngược lại chứ nuôi gì? Đúng không? Về bưng cơm, bưng nước, đồ quạt, đồ này kia. Nên từ cái đó vậy thấy không? Đó. Xong rồi họ nói chuyện vài câu. Những đứa nói thật sự với thầy, thì cái chuyện nuôi người già không phải nói là dạy gì một hai câu mà nuôi đâu thầy. Bây giờ mình đặt vai trò mình tương lai già với thầy. Bây giờ chúng ta trẻ nhưng tương lai chúng ta cũng già, mình hãy đặt mình vào người già đi. Rồi mình sẽ khó khăn, rồi người ta không chấp nhận mình, rồi mình sao? Mình cứ nghĩ vậy đi, rồi mình thương người già để mình gieo cái nhang. Để mai mốt khi mình già mình lỡ có khó tính cũng có người thương mình, tại vì mình có tâm thương người ta. Cái nhang cái quả nó đồng thầy ơi. Nếu bây giờ mà thầy không thương người già, mai mốt thầy già ai thương thầy? Nó có nhiều người cũng xuất gia cũng tu chứ, nhưng mà già không có người đệ tử nào nuôi chứ. Đây là những cái gặp nhiều chứ không phải không có đâu quý vị. Nên chúng ta bây giờ người già người trẻ sống chung với nhau trong đây, người tính tình nghĩ như bàn tay cũng có dài ngón ngắn. Nên Phật nói là thượng trung hạ, thượng thì có vô lượng thượng, và trung có vô lượng trung, và hạ có vô lượng hạ. Giờ chúng ta đây căn tính bất đồng mà cùng sống với nhau, chọn một pháp tu đó là một câu Phật hiệu chân thật niệm, và tin trong nhân quả. Cái tin trong nhân quả là quan trọng lắm nha đại chúng. Tại vì mình gieo nhân gì mình gặt quả báo đấy à. Mình gieo cái nhân với ai sao thì người đó sẽ tìm mình đi ra vậy à. Bây giờ con người này sống cái cuộc đời này, ai gặp người này người ta cũng vui, là do người ta gieo cái nhân quan hỷ. Thế bây giờ ai gặp người ta cũng vui. Còn mình thì ai gặp mình người ta cũng bực bội, người ta ghét, người ta quýnh mình. Thì tại vì mình gieo cái nhân mình đi đâu cũng trở ngại người ta. Thì bây giờ quả báo nó đến trở ngại mình quý vị. Đó. Nên bản thân mình gieo nhân sao mình gặp quả gì, mình nói là tin trong nhân quả. Rồi mình dùng bốn chữ đụng chạm trong cuộc đời đó là gì? Rồi mọi việc cũng sẽ qua. Niệm Phật đi. 100% quý vị mà chịu niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị cứ niệm đi là mọi việc nó sẽ qua hết trơn. Con người chúng ta có những lúc nó buồn dữ lắm, nhưng mà nó qua cái buồn mà nó vui dữ lắm. Rồi nó vui dữ lắm mà nó qua cái vui dữ lắm nó buồn dữ lắm. Cả đời thì tôi nó cứ buồn vui, buồn vui, buồn vui, buồn vui, buồn vui. Lẫn lộn bên trong đó nghe. Đó. Như hôm qua những đứa có kể cái câu chuyện mà bà già gỡ tiền cho con đó chứ. Câu chuyện này là câu chuyện mà nhắc nhở tất cả chúng ta đó. Gỡ tiền cho con, rồi con nó không trả. Bà tức quá bà qua đứa con khác bà ở, sau này bà chết đi. Bà vừa chết đi một tuần lễ sau thôi là bà hiện hồn về. Cái đứa con mà lấy tiền bà hiện về, bà làm gì nè. Cái đứa con nó lựa kể rõ ràng, thầy ơi, thầy ghi cho con lá bùa cũng gì cũng yếm ngay cái mộ bà cho bà được nó lên được. Nó kêu rõ ràng mà. Nó nói gì con nhìn thầy chắc là thầy cũng làm bùa dữ lắm. Nó nói ừ tôi làm bùa dữ lắm. Nó ghê không quý vị, kêu là làm một lá bùa giùm cho nó để yếm ngay cái mộ đây bà được nó lên được. Những đứa hỏi bà lên bà làm gì. Nó đêm nào bà cũng khi mà vừa nhắm mắt ngủ với hai chồng con xanh sao làm giọt làm ăn không được luôn. Vừa nhắm mắt ngủ là bà về bà xỏ tóc dài như vậy nè. Rồi xong bà làm vậy nè. Trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Bà làm cái gì? Chưa? Đó. Vậy thấy chưa? Chết rồi mà làm ma đi đòi tiền nữa thấy chưa? Và những đứa kể câu chuyện mà qua bên ngân hàng hồi nữa đó. Con cái về báo mộng mà nhờ mấy đứa con này nó biết tu. Nó lỡ, nó hỏi mình nói bây giờ niệm Phật, dự khóa tu ngày chủ nhật, ngày lễ ra đi tu hồi hướng cho mẹ đi. Sao này không nghe về báo mộng nữa. Là nói là gỡ tiền bên ngân hàng mà cuối cùng á, mà không có ủy quyền cho ai chết không có làm đâu có nhận được đâu. Vậy mà chết không bỏ qua thẳng ngay cái chân chỗ ngân hàng nó ngồi hoài rồi đó. Sau này quá khổ về báo mộng với đứa con biết tu. Là mẹ bây giờ ngày nào cũng qua ngân hàng mà ngồi bên đó. Rồi xong đứa con chưa tin cuối cùng nhập vô đứa cháu. Nó thẳng luôn là mẹ bữa nào cũng qua ngân hàng ngồi. Ngồi đó chi à?
ngồi để muốn lấy tiền lại. Kinh quý vị. Nên các cụ ở đây nghe, các cụ không giữ tiền, không về nhà lo niệm Phật, ở đây lo hết trơn, cho tới khi nào các cụ mắc luôn là các cụ có phước lắm, không còn dính dáng cái gì. Rồi mỗi tuần ha, có người đi quét dọn phòng, dọn dẹp đồ các cụ, tập từ từ để bỏ bớt đi. Tại vì nhiều cụ ở đây quen cái tật là cái gì cũng lụm ở nhà, là một cái bọc cũng vũ miếng nước rồi phơi cho cái cây, nhét trong cái cành, quen tật rồi. Bây giờ lụm cái gì cũng đem về phòng nhét trong giường á, nên phải đi cơm rồi đồ ăn sữa rồi á, không uống thì đem về nhét vô cái thùng đồ cho kiến bò vô cắn chứ, nghe không? Đó nên á phải đi dọn để mặc cho quen, bỏ bớt đi, buông đi, buông đi, ăn trên bàn thôi, đừng có đem gì về phòng, để cho phòng móc sạch sẽ. Con cái á thì đến cho cái gì á thì dẫn nó xuống đưa cho ban tổ chức nhà biết, chia đều hết, mọi người ăn miếng đều hết. Chúng ta sống với nhau có tình có nghĩa, chứ không lẽ mình ăn mình mà để ta giờ miệng chẳng chẳng. Bây giờ cả chúng chùa này mà hỏi là gì, mà những đứa ở đây có một dĩa trái cây mà những đứa ăn nghiêu ngao, những đứa mà ăn được thì những đứa cũng là ốc khùng. Chứ sao mà ăn được, sao mà ăn được, người ta có ăn mình mới ăn được chứ. Nếu như mà để mà con cái đem đồ cho mà ăn riêng một mình đó nghe, là mấy bà già kia bà tuổi than, con người ta mua đồ cho mẹ ta, còn con mình chớ hề đến thăm, bà tuổi than bà khóc làm sao. Nên từ nơi đó mà mới lo cho nó bình đẳng, để mà sống ở đây mới vui gì, nên mặt ai cũng đẹp nè. Đó. Chứ nếu như mà có đồ có chữ ghi là sau này chết khó nhận sanh lắm nghe các cụ. Ở đây thì Đức lo chơi bà tự xây chùa thì Đức lo chơi các cụ rồi. Nè. Nói hoài vậy á, lâu lâu á lòi ra đậu bông, lâu lâu lòi ra chiếc nhãn, lâu lâu lòi ra 2000. Nè. Mới xả từ từ, không vậy xả liền đâu. Thấy không? Nên á, tự mà suy nghĩ cho kỹ. Không thôi kiếp cuối cuộc đời chỉ cần một ý niệm sai lầm là khó giảng sanh. Cả người ngoài đời cũng vậy. Con cái lớn rồi chia giá cái gì thì chia cho nó hết đi, để bản thân mình lo niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu không lỡ cơn vô thường đến bất tử, mình chết bất tử thì sao? Lúc đó mình chưa xong việc á, mình nấm níu, mình làm vô hồn vô vơ vô vượng, tức lắm quý vị ơi. Thấy không? Nó nên á, các cụ bây giờ nhắc xuống rồi buồn phiền ai buông xuống đi, để mình lo niệm Phật. Mình cứ nói gì này các cụ, mình là người ở thế giới cực lạc, không có buồn ai để trong tâm. Cứ nhắc mình vậy đó, nếu các cụ muốn về cực lạc thì đừng có buồn ai để trong tâm, mà để câu ai cho là Phật trong tâm. Nếu như mà những đức mà buồn các cụ mà không vui với các cụ nghe, những đức cũng chết trước các cụ. Mà những đức mà bực bội các cụ hoài nghe, những đức hô chết mồ. Tại ví dụ như giờ Dựng Quan không có ớn cái nào ớn, không có hô. Chứ những đứa mà ớn của Dựng Quan thì đậu là trầu cho cái miệng chứ. Họ nhậu quét luôn quý vị ơi. Nó hồi đó mà những đứa mới quan chúng trên kia 5 năm nó hô máu 49kg. Đi khờm khờm vậy nè. Cái mặt gì nè. Cái ghê chưa. Nên bây giờ mình nuôi cái cụ quen rồi thôi. Mình nói vậy thôi, còn mấy bà cụ tính tình của bà thì bao nhiêu chục năm ngoài đời mà tờ giấy của mình á, nó bụi phủ á rồi các cụ, nó còn có chút trắng trắng à. Vô đây mình lau dùm cho các cụ từ từ nó, thì những đứa khuyên các cụ cố gắng lên, để lúc nào mà tọa mạng đến thì mình về cực lạc cụ. Quyết tâm về cực lạc cái cụ. Mà muốn về cực lạc thì đừng có buồn ngay, để trong tâm cái cụ hô. Ngồi nghe bạn ăn cái đình có bỏ vô túi đem lên ngồi nghe. Thôi chúc đại chúng ăn lạc tỷ ưu. Nguyện đem tâm ước cơ này hướng về tâm tất cả để để chúng ngủ ngon nha.